Bầu trời tối 30 tháng 8 sẽ xuất hiện sao Vega, còn gọi là sao chức nữ. Là một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của chúng ta. Tỏa sáng từ khoảng cách 25 năm ánh sáng. Khi chúng ta kết nối tâm linh với ngôi sao này, chúng ta sẽ được hồ mệnh trong suốt cuộc đời. Sao Vega đại diện cho bản chất của sự biến đổi là một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Sao Vega là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng và lòng dũng cảm. Thúc giục một người đứng lên vì những gì họ tin tưởng, ngay cả khi điều đó khó thực hiện. Sao Vega hồ mệ những người từ khai sáng, những người thường tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, sứ mệnh linh hồn của mình. Nổi bật bởi màu trắng xanh đậm, Sao Vega là đại diện cho một loại tia lửa vũ trụ. Thứ đánh thức và truyền cảm hứng cho bản thân cao nhất của chúng ta. Ngôi sao này giống như linh vật phường hoàng, khuyến khích chúng ta trút bỏ gánh nặng của quá khứ và hướng tới tương lai tươi sáng hơn. Sao Vega có sức mạnh biến đổi to lớn, truyền cảm hứng cho sự phát triển về thể chất và tâm linh. Sao Vega gắn liền với kiến thức và trí tuệ có thể mở khóa những bí ẩn của vũ trụ, cho phép con người khai thác sâu hơn kiến thức bên trong của chính mình. Sao Vega được kết nối với những con đường không bị chặn giữa tâm trí và tâm hồn, nơi kiến thức và ý tưởng mới được sinh ra. Sao Vega là ngọn hải đăng hy vọng cho tương lai, bớt chấp mọi hỗn loạn và bóng tối mà chúng ta phải đối mặt trong thế giới ngày nay sao vega có thể giúp chúng ta vượt lên trên khó khăn và đạt đến mức độ tồn tại cao hơn nơi chúng ta có thể chung sống hòa bình với chính mình và với nhau thống nhất trong sự hòa hợp sao vega có thể hướng chúng ta tránh xa những năng lượng tiêu cực và dẫn chúng ta đến những con đường đưa chúng ta đến gần hơn với hòa bình và hạnh phúc sao vega có thể khuyến khích chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn của mình tiến về phía trước và tin tưởng vào trượt giác của mình, ngay cả trong những thời điểm dễ bị tổn thương nhất. Bằng cách khai thác sức mạnh của sao Vega, chúng ta có thể bắt đầu xây dựng mối quan hệ tích cực bền chặt với bản thân mình và nỗ lực xây dựng nền tảng vững chắc, bền vững cho tương lai, giúp khôi phục lại sự cân bằng của tâm hồn, nâng cao rung động của trái tim. Do có mối liên hệ chặt chẽ với thế giới tâm linh, sao Vega sẽ hỗ trợ cho tất cả chúng ta chữa lành và thanh lọc tâm linh trong khi ánh sáng của sao vega tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm nó cũng mang lại sự chữa lành cả về thể chất lẫn tinh thần cho những người tiếp xúc với năng lượng của nó ngôi sao vega mang đến cho chúng ta sức mạnh và lòng dũng cảm nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống là thứ đáng trân trọng và hãy tận hưởng nó trong từng khoảnh khắc Sao Vega thúc đẩy chúng ta tin vào trực giác của mình, tin vào chính mình và thoát khỏi những giới hạn. Ngôi sao Vega có mối liên hệ với thần thánh, liên kết chúng ta với trí tuệ phổ quát cổ xưa, hỗ trợ chúng ta chữa lành và biến đổi tâm linh. Sao Vega đóng vai trò là cầu nối giữa thế giới vật chất và thế giới linh hồn. Về cốt lõi, ngôi sao Vega là biểu tượng của cuộc tìm kiếm đức tin không ngừng nghỉ gắn liền với nhiều tôn giáo trên thế giới nhắc nhở chúng ta cần phải duy trì kết nối với thế giới linh hồn trung thành với niềm tin của chúng ta và có đủ can đảm để đi theo những sự thật bên trong của chúng ta sau đây có canh hướng dẫn các bạn cách chúng ta kết nối với sao vega đối với những người tìm kiếm sự khai sáng việc kết nối với sao vega có thể là một trải nghiệm sâu sắc và vô cùng bổ ích một trong những cách chính có thể được thực hiện là thực hành chánh niệm và các thực hành tâm linh khác nhau sức mạnh của sao vega có thể được cảm nhận thông qua việc thực hành thiền định đọc thần chú và những buổi cầu nguyện hoặc đơn giản bằng cách tưởng tượng ánh sáng huyền diệu của sao vega tỏa ra từ bầu trời đêm dành thời gian ở ngoài trời ngắm nhìn các vì sao và kết nối với sao vega có thể mang lại lợi ích to lớn cho chúng ta sẽ giúp điều chỉnh lại cơ thể và soi sáng tâm trí khi dành thời gian vào ban đêm với sự hiện diện của sao vega việc tạo ra một không gian thiêng liêng sẽ rất hữu ích điều này bao gồm việc đặt ra những ý định đã chọn hình dung ra những kết quả mong muốn và suy nghĩ về những từ ngữ phù hợp để thể hiện bản thân những thực hành thiêng liêng này tuy giúp xoa dịu sâu sắc về mặt tinh thần nhưng cũng có thể mang lại lợi ích về mặt thể chất giúp chúng ta khôi phục lại sự cân bằng và minh mẫn cho tâm trí và cơ thể của mình sao vega cũng cộng hưởng với cốt lõi sâu thẳm của tâm hồn nhận thức bên trong này có thể mang lại trải nghiệm thức tỉnh khi một người biết kết nối ánh sáng với sao vega cho phép một người tiếp cận khía cạnh tinh tế hơn của sức mạnh của ngôi sao này và khám phá động lực cũng như nguồn cảm hứng của họ ở mức độ sâu sắc hơn nhiều khi bạn dành thời gian để nhìn ngắm kết nối tâm linh với sao vega bạn sẽ đón nhận sức mạnh tâm linh của ngôi sao này sẽ hướng dẫn bạn đi đúng hướng và đó là ánh sáng cho những ai đang cảm thấy lạc lõng và bối rối sao vega đại diện cho một hành trình khám phá và biến đổi bản thân mang lại cảm giác vui vẻ và định hướng cho những ai muốn vượt qua thời kỳ khó khăn của mình sức mạnh biến đổi này cho phép một người thoát khỏi quá khứ và tạo ra một cuộc sống mới trong lành cho dù sự biến đổi này là về thể chất, tinh thần hay cảm xúc, Sao Vega đều có khả năng hướng dẫn một người vượt qua nó, giống như một ngọn hải đăng dẫn đường. Sao Vega có khả năng vén bức màn bóng tối và giúp một người tái tạo lại vận mệnh của mình. Sao Vega có thể mở khóa những bí mật ẩn giấu và giải phóng những năng lượng bị kìm nén, cho phép con người hiểu rõ hơn khi họ khám phá cuộc sống sâu sắc hơn cái nhìn sâu sắc này có thể rất hữu ích cho việc trao dồi sức mạnh bên trong và khả năng phục hồi đồng thời giúp một người nhận ra toàn bộ tiềm năng của mình sao vega là nguồn ánh sáng trong bóng tối truyền cảm hứng cho chúng ta luôn mạnh mẽ và dũng cảm tiến về phía trước bằng cách kết nối tâm linh với ngôi sao này chúng ta có thể sống thật với chính mình và không bao giờ đánh mất mục tiêu cuối cùng của mình đối với những người đang tìm kiếm sự hướng dẫn sao vega có thể cung cấp ánh sáng và phương hướng bằng cách kết nối với năng lượng của sao vega chúng ta có thể bắt đầu một cuộc hành trình có thể giải phóng sức mạnh bên trong của chúng ta và mang lại sự chữa lành cân bằng và rõ ràng cho cuộc sống của chúng ta sao vega là nguồn ánh sáng và sự biến đổi mạnh mẽ đã dẫn dắt nhiều người vượt qua những đêm đen tối nhất của cuộc đời sao vega cung cấp một con đường để tự khám phá hiểu biết thức tỉnh tâm hồn và chữa lành cảm xúc cung cấp hướng dẫn cái nhìn sâu sắc và kiến thức cho hành trình của một người với sự trợ giúp của ngôi sao này chúng ta có thể khai thác sức mạnh và năng lượng của bầu trời đêm giải phóng tiềm năng bên trong và vượt qua giới hạn của chính mình chuỗi đá mặt trăng là chuỗi đá hồ mệnh tình yêu bảo vệ hào quang của bạn khỏi năng lượng độc hại tiêu cực những linh hồn ác ý hãy nhớ đeo chuỗi đá mặt trăng các bạn thỉnh từ đàn cầu nguyện nhà trị liệu quốc anh khi tiếp xúc với con người và hoàn cảnh bên ngoài đặc biệt là ở những nơi đông người nó sẽ hỗ trợ bạn tích cực trong việc nhận ra những năng lượng độc hại xung quanh bảo vệ năng lượng của bạn và hỗ trợ bạn có được sự bình tĩnh và khôn ngoan chuỗi đá mặt trăng bảo vệ bạn khỏi những lời nguyền, những linh hồn ác ý. Khi các bạn lắng nghe những câu thần chú tình yêu do nhà trị liệu quốc anh chia sẻ, hãy đeo chuỗi đá mặt trăng trên tay trái của mình để cộng hưởng năng lượng rung động cao. Hãy dõi theo những bài viết và video của anh hướng dẫn mỗi ngày để sạc đầy năng lượng rung động cao cho những vật phẩm tâm linh. Bạn có thể thỉnh những chuỗi đá mặt trăng về để hộ mệnh cho mình trong cuộc sống và trên con đường tâm linh.